Thưa quý vị và các bạn, một sự việc tưởng chừng vô lý nhưng mà đã và đang xảy ra tại Gia Lai. Khi mà vừa qua, ngành chức năng đã thực hiện thanh tra diện rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2014-2019. Và qua rà soát thì đã phát hiện tại hai huyện là Cang Bang và Chư Prong có tới 148 người qua đời nhưng mà vẫn được ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với số tiền là 191 triệu đồng. Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết đã nắm được thông tin 148 người qua đời nhưng vẫn được ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Việc này là do cơ sở chưa cập nhật kịp dẫn đến những sai sót. Trước đó, kiểm tra, rà soát các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đã phát hiện từ năm 2014 đến năm 2019 tại huyện Kha Pang ghi nhận 120 người đã qua đời nhưng vẫn được ngân sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế với số tiền 158 triệu đồng. Tương tự, tại huyện Chư Prong, từ năm 2014 đến năm 2019 đã có 29 người qua đời, vẫn được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách tỉnh với số tiền 32 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu là do cấp xã chưa cập nhật ứng dụng trong việc báo cáo số lượng người đã qua đời lên các cấp chính quyền theo quy trình giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hiện những tồn tại này, theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đã được xử lý và khắc phục xong.